Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Thịt Bò Khô. Và hôm nay chúng ta chơi một tựa game rất quen thuộc, đó là Don't Starve Shipwreck. Như bạn thấy tình hình nhà cửa mình hiện tại là đang ngập lụt. Ngập này thì máy móc cái đồ gì mà liên quan đến máy móc là chết hết, cả cái bếp này cũng không nấu được, nên mình phải build cái bếp ngay ở chỗ này cho nó không bị, may không bị sao. Mùa mưa à, đâu mùa lụt, các bạn cẩn thận cái con ruồi này nhá, nó cắn là các bạn mà không có giải độc là các bạn lên nóc tủ luôn đấy. Trời mày. Vứt đây. Mình đang bị build gì nhỉ? Đúng rồi, sắp sang mùa dry season, tức là có nghĩa là summer ở trong game này ấy, thì mình phải build cái máy bắn đá. Vào cái mùa mà nó nhiều mấy con ruồi như này, cứ khi nào mà có cái ngập úng ấy là con ruồi này nó sẽ xuất hiện, con muỗi ấy. Muỗi ấy. Con này chắc là con ruồi trâu chứ mà con muỗi. Thì các bạn nên thủ sẵn một cái ly chống độc ở trong người như mình này, cái anti-venom này. Anti-venom này build thế nào thì mình đã hướng dẫn các bạn ở tập trước rồi. Cái là dễ thôi, san hô với cả một ít ăn một cái ít sano cộng với cả cái đâu nhỉ, cái venom gland này này cộng với cái gì đó nữa. Ra đây mày, mày đốt tao này đấy. Bây giờ bạn căn chuẩn tí thì vẫn đánh được nó, nhưng mà hơi khó bởi khả năng là bạn dính độc sẽ rất là cao, nên là thôi các bạn đừng dây với nó làm gì. Trồng xa là một chút, có lẽ là trồng sẽ trồng ở đây. Đây mà chết rồi con ạ. Đây là giết được con quái một mắt thì trồng nó luôn đây, sau đó thì trồng cái tổ nhện đây là đẹp. Đây à, không trồng tổ nhện cạnh nhà khỉ đi thì nó sẽ đẹp hơn. Lát thế chỗ này đánh nhau đó. Hai cái này nên trồng gần nhau để nó thành cái tạo thành cái hệ sinh thái luôn. Con nhện là ra thì con bị con một mắt kéo đập chết, nó kiểu nó thu, sau đó thì nó sẽ truyền số thịt đấy vào trong cái ruột hoa ở giữa, và lúc mình đến thu hoạch thì mình sẽ đập cái ruột hoa đấy và lấy thịt thôi. Easy. Trời sao mãi chưa hết. Làm sao giờ. Ăn này được không nhỉ? Ngon, ăn được này. Mày nó còn cái nấu lên. Còn 4 ngày nữa là hết mùa monsoon, đến cái mùa tệ nhất trong trong cái game này là mùa hè, cái mùa dry season. Còn mẹ nào. Đô lên em. Ê, mình có cái heo thút đấy lúc nào nhỉ? Mình đừng đốt tao mày ơi. Tha tao. Về đây. Nằm nè. Nhờ người tao. Kiếp mình diệt được 11 con ruồi rồi. Đẩy mưa. Hay lắm.
Như vậy là mùa hè đã đâu, mùa monsoon đã kết thúc và chúng ta bước sang mùa drive, là mùa tức là mùa summer của trong nước sáp này. Khi đến ngày thứ ba của mùa drive thì nước đã rút hết và mình cắt đoạn kia, cắt mấy đoạn lởm chởm đi, mình đi kiếm ăn đi để cho cắt mấy đoạn mà mình đi kiếm ăn đi cho các bạn đỡ xem cho đỡ mệt. Và sau khi nước rút đi thì đống này đã hoạt động lại. Chậm đấy nhỉ? Ôi, càng ngày chúng nó càng đông. Đánh nhau đấy. Sửa đi. Khổ vậy. Có bảo kê, tao bảo kê đây rồi, chúng mày đừng hòng. Tức là bọn này ấy, nó sẽ cắn chết mấy con chó này và sau đó thì bọn nó hấp thu thịt vào cái mắt này. Tí nữa mình chỉ việc đi thu hoạch thôi. Bây giờ nó full. Phát nữa nào. Chết rồi, chết rồi. Ta phải bảo vệ. Đấy. Rồi cho chúng nó thu hoạch lại. Tình hình là trời ở ngoài đang khá nóng rồi, là thôi mình ra biển chơi. Ra biển có gì hay không? Vừa đập được con vừa thu đập được con Docky Dead Swordfish này, con cá kiếm này. Con này nhìn cứ con này nó có cái thích ăn sứa này, nó hay theo mấy con sứa. Thì đập nó chết luôn. Đập con này dễ phết, mình cứ tưởng khó, hóa ra cũng không không khó lắm. Các bạn nhìn cái con sứa này, các bạn nhìn giống cái gì không? Nhà mình đâu nhỉ? Ôi mẹ, đi chơi lâu quá rồi. Hỏng rồi. Sang khu nhà mới chơi. Trời nóng này thì đi ra biển bạn sẽ thấy mát hơn. Khúc chim của tôi đâu rồi? Bật đèn lên em. Đào mới này. Đào này gì hay không ta? Không gì hay hết. Châm ngọn lửa đây. Thực ra thì sống ở mùa này cũng không khó như là sống ở trong summer của phải, cũng khó phết. Không khó như là sống ở trong summer của mùa trong RoG, bởi vì nó sẽ không tự cháy nhà như là trong RoG. Nó chỉ có là thỉnh thoảng nó sẽ bị mưa nhan thạch thôi. Thì các bạn để ý. Ôi chó. Sao chó đến giờ này? Rồi, chạy về nhà thôi. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đấy, bạn thấy mình vứt cái thermoson ra một cái là y như rằng nhiệt độ nó về 70 luôn không? Đứng đây cho mát. Đó. Fucking hell. Cái thermoson này cũng là một cái vũ khí rất rất hiệu quả ở trong mùa hè, nhưng mà lại thỉnh thoảng nó sẽ phản lại các bạn. Đây rồi. May có mình build được cái hắt này nó chống nóng luôn. Thực sự bây giờ thì không có vàng để mà build cái. Mình sẽ thử vận may với cả cái tầm nó từ nãy giờ động đất 2 lần rồi,
Như vậy là thôi cứ để đây vậy. Swordfish này. Vãi, tao vừa đứng ra ngoài một tí mà. Bình tĩnh mày. Có cái gì chống nóng được không nhỉ? Fashion melon, cái này chống nóng được. Shark tooth crown, cái đồ chống nóng mà cơ bản nhất là cái mũ lưới này, mặc vào nó sẽ đỡ nóng hơn. Cũng may là mình thủ đống thức ăn đây à, không sợ bị đói. Nghĩ có cách gì chống nóng không nhỉ? Ngoài đứng ở trong cái hát này ra. Bây giờ đi sửa cái thuyền này. Thuyền kia nó sắp đi rồi. Đi rồi. Có thêm một stone trong người mát mát này sẽ hiệu quả trong mùa hè. Mình chống nóng được một lúc nhưng mà không chống được lâu đâu nhá các bạn nhớ. Đó, chống đất đấy. Đây là nguyên nhân duy nhất mà gây cháy rừng vào mùa dry season này là động đất. Nó rơi đầu mình là mình chết luôn, auto luôn. Không nói nhiều. Ai à, một tí đã bị dính phát. Ai à, ai à, đấy đấy đấy, ui ôi. Mình vừa bị phát rời đầu, còn mỗi 21 máu thôi. Con bà đó. May mà có cái giáp đấy, không thì ăn đủ. Sửa cái thuyền xong chạy về. Như mới rồi. Lái nó về bờ. Đã ra là mình phải sửa một phát xong mình lái về chỗ nhà mình xong rồi mình lại sửa thêm phát nữa thì nó mới hiệu quả. Này mình lại sửa hết trừ nó cái bộ repair kit. Khói mù mịt này, sợ đây. Các bạn yên tâm là mình chỉ còn 10 ngày nữa là hết dry season rồi. Sống dry season thì nó cũng dễ thôi, nếu như bạn chuẩn bị đủ thức ăn nhưng mà không đi đâu cả, quanh quẩn nhà chơi thì sống không khó lắm. Đớp cái cái mid bone này nó hơi hồi thấp máu. Con này lại không 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 rồi. Rồi về nhà này, vứt cái này vào tủ lạnh để mai còn đi tiếp. Đồ hải sản mấy đồ hồi máu chuẩn này đấy. Gì đây, nấu luôn. Ừ, không hồi nhiều lắm. Cái Death Sheet này có thể dùng làm vũ khí nếu mình không nhầm. Đây. Nhưng mà cần hai cục vàng cơ. Vàng bây giờ hiếm quá. Mình chưa tìm được con octopus. Là con chỗ này phải không nhỉ? Không phải. Là cái con, nó đóng vai trò như là picking ở trong shipwreck ấy. Nó cho phép đổi đổi thức ăn ra vàng. Ôi.
đứng cạnh này thì build được cái đồ gì mát hơn không? Bình tĩnh baby. Làm gì căng Hami? Mùa này không cần phân lắm. Vứt. Rồi. Đó. Chống nóng trong này đơn giản chỉ là vứt vứt cái thermal stone vào tủ lạnh xong rồi ban ngày thì đem nó đi thôi cho nó để trong người cho mát. Mùa này được cái không lo về gỗ. Bọn kia nó đập hết gỗ ấy mình. Cái thiên thạch nó rơi. Đấy, để à, con này. Chết rồi. Bị giáp đã. Không bị giáp là không đánh, không dám đánh nó. Con này như đang vật lộn với thanh niên này dính độc này. Con này kiểu mình gọi hay gọi là con rồng con. Này nhiều than quá. Ha. Ngon này, nhặt được cái tim rồng. Ủa, sao lại xuất hiện một đống đầy nhỉ? Lạ vậy. Chết rồi, con khỉ nó nhìn thấy rồi. Đúng má mày. Mấy cái vụ thiên thạch rơi vừa nãy nó cũng chết mấy con khỉ. Tim rồng này làm được gì nhỉ? Mình quên mất tác dụng cái tim rồng rồi này. Bạn nào biết tác dụng của tim rồng thì để lại dưới comment cho mình nhé. Để clip sau mình sử dụng. Đó, cây cối đang nhiều, tự nhiên có thằng nó ra nó dọn hết. Nhưng mà vấn đề là hai cái tổ nhện mình xây đây mất hết rồi. Mẹ nó. Mày có mùa này. Mùa này nó không có muỗi, nó không có con ruồi trâu, mình ghét con đấy vãi à. Đây, xác nó vẫn còn đây. Mình chưa làm nhặt. Rồi. 3 đồng tiền vàng này thì tí ra quay số trúng thưởng. Ít hy vọng là sẽ có thêm vàng. Nhưng mà ngày thứ 62 này vẫn chưa thấy xuất hiện con boss nào nhỉ? Mình thấy hơi lạ. Đây. Nào phải để dành chỗ cho mày. Lại nữa rồi. Nó cứ rung 3 tiếng là nó sẽ lại đổ bộ xuống. Mình đi tìm ngay con octopus. Nhưng mà với cái chỉ một thermal stone này thì không thể nào đi tìm octopus được. Mà có dấu hiệu gì nhận ra được con octopus không nhỉ? Bản đồ to này thì biết tìm chỗ nào đây? Khó khăn vậy. Đây. Mình sẽ đi về hướng bên trái này, hy vọng là sẽ tìm thấy. Nhặt sẵn đá luôn.
quên mất. Bao giờ bạn thấy cây này nó treo cái thịt nên tức là nó cũng nhiều, nó thu được nhiều item rồi. Bạn phải chết nó luôn. Đấy. Việc của bạn duy nhất bạn là trồng lại. Trồng lại chỗ khác. Đây. Đánh nhau luôn đây. Chỗ kia còn hai miếng thịt này. Ban đêm thì nhiệt độ nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ duy trì ở mức 61, 62 độ và lại không bị nóng, không bị overheat. Mùa này thì cây cối cũng không mọc được. Nhà ta không gì ngoài gỗ luôn. Có cái gì tránh được nóng không nhỉ? Umbrella, shark skill, ui. Cái này hơi khó đây. Slick head. Tăng tốc độ. Không thấy cái mũ nào dễ build tí nhỉ? Nó sóc đến lần thứ ba rồi đấy. Té thôi. Giống này giữ cho mình đủ ăn trong thời gian dài. Lấy một cái nữa. Đi tiếp thôi. Mình sẽ đi về bên này. Hy vọng là sẽ thấy con octopus khổng lồ. Mùa này thì sóng nó cũng không to như là các mùa khác nên là các bạn đi du ngoạn rất là tốt. Mình xin. Mình xin. Đây rồi. Úi rồi. Bảo sao. Có cái đảo mới ở đây này. Ơi. Một tí nữa thì dính. Bà đó. Này thằng nào số đen, thằng ấy ăn, thằng ấy chịu thôi. Đen phải chịu. Rồi, đây tìm thấy vàng rồi. Vãi à, mình phải đi lên tít trên này. Sợ vãi. Vòng lên tít trên này mới có vàng này. Mà không phải vàng xịn, à không phải con octopus mà là mỏ ấy. Cũng may. Rồi, tìm được là được rồi. Không cần nữa. Đầu tiên mình định tìm con octopus cơ. Đảo này có vẻ đẹp đấy. Sau vàng với đá luôn. Có vàng rồi, easy thôi. Chết rồi, lại nữa rồi.
cho tao khai thác phát. Đừng đừng đụng vào, đừng đụng vào tao nha. Ế, có cái gì ở đây này? Đọc nào. What the hell? Ick. Chỗ này có kho báu à? Book gang hand tree. Ủa, con này cây biết nói này. Miệng tầng 1. Trời ơi. Bò. Chỗ này là chỗ nguồn thu phân của mình đây rồi. Thôi về nhà đã không chết nóng mất. Mình thì đập cái này xem có gì hot không. Friend of Wolf Gang live inside. What the hell? Đập thử nào. Có gì trong này đâu. Drop. Này gì đây ta? Đập cái này ra được cái nào. Đập ra được dorsal fin. Hình như là bốn cái dorsal fin này thì build được cái nhà y hệt như này, nhưng mà mình tự build được. Hình như thế. Thôi từ từ về nhà đã. Nóng rồi. 52 độ C rồi. Biết về kịp không? Trên biển khá là mát nhưng mà không sợ bị nóng lắm. Đặc biệt là vào mùa đông, à buổi tối. Mình thôi cứ về đã. Bọn này đang phập nhau này. Phập nhau đi. Ui ngon. Ngon. Nhà được sáu cái dorsal fin này chắc để làm để build cái nhà cái heo đây. Nào. Trước khi về mình thử tạt qua cái hòn đảo có chữ X xem là có cái gì hot đây không. Ủa sao ở đây nhìn hoang sơ này. X mark the spot is mine. Đào lên nào. À! Vãi, kho báu, kho báu. Bọn này không độc thì không sợ lắm. Mình có giáp đấy. Cố chấp hết. Cắn tao đồ phát là cùng gì. Gì? Xem trong này có gì nào. He he. Ba đồng tiền bọ. Ba đồng tiền. Và cái gì đây? Orange gem. Cái này toàn đồ xa xỉ quá, mình không chưa đến mức độ vậy. Dùng đến cái orange gem mình thôi cứ mang về. Rồi, về nhà thôi. Rồi về đến nhà. Còn mỗi thuyền không á. Có mái chèo với cái cái đi hết rồi. Trời ơi, đang sụt. Vào những ngày cuối của đâu, còn mấy ngày cuối nữa. Cái là càng về cuối dry season thì cái nồng độ cái tần suất mà rơi thiên thạch nó rơi càng ngày càng nhiều ấy. Là tốt nhất là các bạn đừng về nhà nhiều quá. Cất đi. Này để tính sau.
À lúc nãy trên đường có nhặt thêm một cái nữa, nhặt thêm được cái bản đồ có báu nữa, mở xem có gì không. Ồ, đây hả? Đảo này mình qua rồi. Mai chắc trước mình có tìm được một cái đảo có máy ở đây, đây có cái máy kiểu như là số số. Lại thấy và lại thấy lại thấy what the hell. Chết rồi, hết hết. Lại thấy vàng mà không tìm được mỏ. Mình đi xuống tít tận đây. Các bạn có biết sao mình sang được đây không? Về mình đi đây này, đi từ đảo này ra đây. Đến đoạn này là hết hết. Tức là đến hết hết cái thế giới này rồi, nó sẽ trong này ấy, có một cái đặc điểm là khi bạn đến đến cái bờ hết tận thế, tức là hết cái thế giới này rồi ấy, nó sẽ cho bạn nhảy sang đây, đi sang đây. Đấy, mình đi thẳng từ đây ra đây luôn. Đi thử nó có gì không. Chỗ này nhiều vàng ấy nhỉ. Ôi, what the hell, cái gì đây. Ồ, có thằng nào sống ở đây trước mình à? À, mình lần đầu tiên mình đặt chân đây mà có thằng này có cái mới có cái five bit với cả cái phơi thịt. Wooden potato thing, cái này gì ta? Tôi cứ cầm về. Ồ, bàn 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 thờ hồi sinh này. Ngon. Giờ được hồi sinh một lần. Nhưng mà thôi, không để chết đâu. Chết hồi sinh thì... Ui, chỗ này nhiều nhện thế. Đi quanh đảo này xem có gì không. Các bạn thấy mình thay áo chưa? Là bởi vì đây là ngày hôm sau rồi. Mình bây giờ mình rất nói chung là mình không có đủ thời gian để mà làm một cái video trong nguyên ngày nữa, cho nên là mình bắt buộc phải làm từng nói chung là làm từng tí một ấy. Mỗi ngày làm tí. Thôi xong rồi. Cả nhau đi em. Ao. Ui, tí tạch. Chết đi. Mấy con nhện tạch sẵn tạch hết. Ô cục vàng này hưởng sái nào. Ê ê ê ê, con phò này, ai cho mày ăn? Ai cho mày ăn? Hử? Hàng của tao chứ. Đau nhỉ? Đau đấy. Ui, con rắn này, con rắn vàng này. Chạm con này là ôn lằn này. Biển nhăn, ở đâu cái mưa nhan thạch này cũng là một cách khá là tốt để mà khai thác tài nguyên. Đó. Dưới lâu nhỉ? Mãi không hết. Hết rồi. Con này sắp cắn mình này. Ok, được rồi. Này còn đấu được không ta? Còn một con à? Tìm cho đấy đốt lửa trại thôi. Trời, khói mù mịt. Sợ thật đấy. À, nó cắn mình rồi này. Mày cắn tao đấy. Bút lực sĩ nào. Con này á, khỏe. Khi mà bạn đang ở trạng thái kiểu lực sĩ thì nó sẽ kiểu
khẻ lửa với tao này. Con này trạng thái lý rất là bá, nên là các bạn không phải lo. Tốt thôi, bọn mày cứ nở hết đi, tao chấp hết. Đây rồi. Năm rồi. Chắc là tí nữa có cái Dragon Heart thì làm sao đây. Con này mắc có 200 máu à, cũng ít nhỉ. Và chết. Đâu đấy. Trời ơi, có bông hoa mày quá. Mẹ con gì kêu này? À, puppy. Mấy con lợm, mấy con rẻ rách này làm gì được ta? Đảo nhiều vàng phết. Hay lắm. Đi hái hoa dân chủ đã. Let's Marvin Gaye get it on. Đây rồi. Ôi đánh nhau đi. Ui dồi ôi, hai con này đánh nhau thì đẹp quá. Đánh nhau đi bro. Tao đi hưởng sái cái. Số số tham. Quay đi em. Ngon. Ui ôi. Vớ ấy rồi, không chỗ để. Không chỗ để rồi. Rồi vứt tạm này vậy. Tiếp nào. Ngon. Này không cần lắm. Mấy cái này vứt đấy cũng được chả sao. Cũng không cần lắm. Cho tao gì giá trị mày. Tao cục vàng không nào. Lại gỗ. Cho tao gì giá trị mày. Ngon. Trúng số rồi. Ủa ôi. Giờ tưởng vàng. Có ra một cái ghi ạ. Ghi là tao thiếu gì. Thôi xong rồi. Rắn độc. Má vẫn ra một đống ruồi. Con này bắt bướm ạ. Tao đang ở trong trạng thái lực sĩ. Mày cắn được tao khối nhá. Thôi hết rồi. Đấy rồi. Tao cầm được cái gì về không nhỉ? Ok, như vậy là đã hết mùa. Cái mùa khó nhất ở trong game này. Và đã sang cái mùa dễ nhất trong game này. Đó là mùa Mild Season. Là gần như là giống mùa thu ở trong ROG ạ. Thì trong mùa này thì mình sẽ cố gắng build lại, build, cải thiện thêm cái nhà mình cho nó ok hơn, cho nó dễ sống hơn, cải thiện cái hòn đảo này cho nó dễ sống hơn. Nhưng mà đấy là việc của video tiếp theo. Mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Các bạn nào thích thì like, thấy hay thì subscribe. Đừng quên donate cho mình qua tài khoản donami.com.vn /TBK. Link donate mình để ở dưới phần miêu tả nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Nhớ subscribe nha.